quay cái bộ máy mà để đề xe đó các bạn. Đôi lúc chiếc xe hơi của mình đó các bạn đậu mà đôi lúc á sáng mình đi đâu đó các bạn mà đề nó không chạy đó, thì có cái bộ máy này nó giúp mình á chiếc xe nó chạy đó cả nhà. Đây mình quay cho các bạn xem nha. Cái hộp nó bên lớn nè các bạn. Tại vì người ta có xài rồi đó các bạn, người ta giới thiệu cho mình mua. Mình xài thử. Lúc chiếc xe các bạn mà sáng muốn đi đâu á, đề hoài đề không chạy, phải nhờ xe khác lại câu bình nó mới chạy. Thì bây giờ mình mua cái này các bạn, mình tự về mình làm. Đôi lúc các bạn chiếc xe hơi nó sáng á, khi đưa con đi học đồ đó nó bị hư, cái chạy không được thì mình phải nhờ người ta. Đôi lúc sáng đó các bạn ai cũng đi làm hết đó, thì mình đưa con mình đi học bị trễ đó, thì bây giờ mình phải mua cái này về mình tự đề. Đây mình khui cho các bạn xem nha. Nhằm khi sáng đưa con đi học ra chạy xe hoài chạy không được, xe nó bị hư. Bây giờ sắp sửa mấy đứa nhỏ vô học nữa mà mình phải mua thủ chứ. Xài mấy cái phụ tùng về xe hơi rồi đó, còn mình thì không có gành. Hỏi mấy anh mà người ta đã từng mà làm mấy chiếc xe mà để cho nó chạy đó các bạn, khi là gọi là xe chết máy á, thì người ta chỉ cho mình, người ta kêu mình phải mua đi. Nhiều khi á, tại vì á, bên Mỹ các bạn ơi, một người thì có chiếc xe vậy đó, nên ai mới chạy đi vậy đó, mà xe mình hư rồi á, sáng đưa con giờ trễ giờ là không có được. Để xe của mình á các bạn, lâu lâu nó bị chết máy. Cũng như giống như chiếc xe mà ông đá các bạn, mình đề hoài đề không được chứ đó. Lạnh quá nó bị. Cái này các bạn mình chưa xài bao giờ luôn đó. Xưa đó các bạn, ba của mấy đứa nhỏ nè, thì ảnh làm cái nghề sửa xe đó các bạn, thì ảnh gành mấy cái này đó, còn mình không có gành các bạn. Thì kệ nữa, thì có gì mình kêu người ta chỉ cho mình đề cái lần đầu tiên đó các bạn, rồi mình làm theo. Mấy đứa nhỏ đó chút gần của xe nữa. Này các bạn ơi, nhiều dây cống quá nè. Này các bạn, cái này nè, cái này nè các bạn, là người ta nói là cũng như là mình tự làm trong cái máy, mình tự đề mình chạy thôi, mình không có cần mà nhờ
chiếc xe khác lại câu. Để nữa mình nhờ mấy chú mấy đứa nhỏ đó ra chỉ mình làm. Tại vì trong cái chiếc xe hơi đó các bạn, nhiều cái chỗ mà để ghim vô mà để câu rồi đó, mình thì không có gành các bạn ơi. Mình quay cho các bạn xem vậy đó. Mình khi sáng đó, các bạn mấy đứa nhỏ đi học đó, trời lạnh đó, mình phải thức mình ra mình đề xe một hồi cho nó nóng máy lên, mở cái nóng lên cho nó nóng rồi một hồi đó, rồi mới chở mấy đứa nhỏ đi học được. Vậy là sạc điện trong đây nè các bạn ơi, cái này là cục điện nè, mình có trong đây cái mình tự ghim vô cái máy mình bật lên một hồi là cái xe mình nó chạy được nè. Đây cục điện nè các bạn, nó có mấy cái chui điện mà để mình ghim vô nè các bạn. Cả nhà vì là có cái ổ điện các bạn ơi, thì mấy cái chui này đó các bạn, thì nè thì nữa mình ghim vô mình coi, mình tìm hiểu mình làm các bạn. Mua được cái cục sạc này đó các bạn, mừng lắm đó. Khi cái xe đó các bạn nó chết máy đề hoài nó không có nổ đó, cái này nó giúp cho mình ok đó các bạn ơi. Để ngoài chiếc xe luôn á các bạn, có gì mà đôi lúc á mình đi dọc đường đó các bạn, nhiều khi á chiếc xe nó cũ đó các bạn, cái nó bị chết máy đó, thì mình để trong cái chiếc xe mình luôn để dành, có chuyện gì cái mình lấy cho mình xài liền. Nhiều khi chết dọc đường á mình phải gọi thợ lại sửa đồ mất công, mình mua cái này nó tiện lắm cả nhà. Tại vì có người đã xài qua rồi đó các bạn, nên giới thiệu với mình, nên mình mới biết đường mua chứ tự nhiên đâu có biết đâu. Mình nói tự nhiên chiếc xe nó cứ chết máy hoài không biết làm sao. Thường thường á các bạn thì phải có cái kia, mình biết được cái máy loại kia phải câu cái bình nha các bạn, cũng như chiếc xe mình chết máy rồi cái nhờ chiếc xe kia đề máy lên nổ chạy rồi mới câu cái bình của mình qua bình kia, một hồi chiếc xe mình nó mới chạy được. Còn cái này không có cần, mình chỉ câu ở trong chiếc xe mình thôi. Mình chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Gia đình mình có mua cái gì trong nhà xài đó, mình quay cho các bạn xem cho vui đó. Các bạn nào mà xe hơi đó các bạn, mà có bị chết máy đó, các bạn mua về xài đi, thì gia đình của mình đã có xài rồi đó các bạn. Bye cả nhà.